Khoảnh khắc Sen nhận ra mình đã đón nhầm một con báo hay cãi về nhà. Nghe nói nuôi chó cho vui cửa vui nhà, nhưng vừa dấn thân vào con đường làm Sen thì thấy nó lạ quá. Lạ đến nỗi không biết ai mới thực sự là Sen luôn cơ mà. Giao diện thì dễ thương, nhưng hệ điều hành thì dễ ăn đòn lắm nha. U là trời, không biết kiểu gì mà con Sen đã rước nhầm con báo về nhà, chứ đâu phải con chó. Nói câu nào là nó cãi lại chem chẽm câu đó. Mình nói nó một thì nó lên giọng cãi lại 10. Ăn rồi thì lại bảo là chưa ăn, thế có tức không cơ chứ. Cãi một hồi cuối cùng cũng phải quay xe xin lỗi nó. Thế nhưng cũng đâu có vừa lòng cu cậu. Thấy Sang đi đâu là cứ lon ton chạy theo, rồi gân cái cổ lên mà cãi cho bằng được. Mới chập nhỏ mà cái mồm đã to tướng như thế này rồi thì không biết tương lai sẽ ra làm sao đây. Con Sen cũng nên cất luôn cái sổ đỏ đi là vừa, vì nhìn cái tướng báo nhà, báo luôn ông bà già thế này thì thấy hơi lo rồi á nghe. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.